Chào cô bác, anh chị và các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chợ Cần Duộc thuộc tỉnh Long An nha các bạn. Đó, hiện thời giờ là mình đang đứng ngay dòng xây đó, ở huyện Cần Duộc. Ở dòng xây có cái đồng hồ bốn mặt nha các bạn. Huyện Cần Duộc chúc mừng năm mới. Sáng rất là thơ mộng, tàu bè cũng lưu thông qua lại cũng rất là nhiều. Như các bạn thấy xa xa đó có một chiếc ghe chở dừa, rất là nhiều dừa nó đang lưu thông. Đây đó là cái đường đi vào chợ Cần Duộc. Ở đây là cái bến cảng các bạn. Đó, ghe xuồng vào đây, tấp vào đây. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi tham quan chợ Cần Duộc nha. Ngay trước này có một bà chị bán rất là nhiều bưởi, chuối. Bánh mì nóng đây. Có một bà cô bán rau. Bánh mì nóng này.
Rồi bà, cái này là bà hái ở nhà ra bán hay là lấy lại bà? Dạ. Rồi đầu nhà. Rất là ngon, tươi gói luôn ha. Trước rồi chợ. Bán những cái đồ gia dụng rồi. Bánh mì nóng đây. Bánh mì nóng tròn đây. Bánh mì nóng đây. Bánh mì đặc ruột đây. Bánh mì nóng đây. Bánh mì đặc ruột đây. Có chị bán mắm ngay đầu chợ, rất là nhiều loại mắm này. Quay về lên lên YouTube quay lên YouTube mai mốt bán đắt chứ có gì đâu. Ta biết ta lại ta ủng hộ. Dạ Minh Bụi, Minh Bụi channel chiều vô coi rồi đăng ký ủng hộ em mốt luôn. Thì chị bán mắm ở đầu chợ luôn. Chị có bán mấy cái lưới giăng cá nè, đủ loại mắm rất là bắt mắt, đủ thứ loại mắm. Kêu vô em quay bánh chút kìa. Đây có chị bán bánh bánh này, bánh đúc quá vậy. Rất là ngon. Đây là những cái bánh in xinh xinh ở trong nhân đậu. Đây rau củ quả măng. Giờ là tới mùa măng rồi mà những cái củ măng rất là ngon. Đây cô bán rau. Đây là những cái nhánh nha đam để làm uống cho nó mát, làm chè. Rất là nhiều những cái sạp bán thịt heo. Thì mình sẽ đi tiếp lần lần vào bên trong. Thì bán rất là nhiều túi luôn, rất là nhiều túi. Ở đây là những sạp thịt heo, giờ này chắc hết rồi, chưa chắc ta về. Thì nãy giờ mới gặp đây, có tép tôm hải sản rồi mực bạch tuộc rất là tươi ngon. Đây có sáu chai mà quay. Chào anh Út, anh Út chào gái ơi. Giới thiệu đây là đại gia thịt bò Cần Giuộc. Đại gia thịt bò phải không? Đại gia thịt bò. Chiều nay lên TV coi anh Út luôn. Minh Bụi, Minh Bụi. Chiều nay cô vô YouTube cô mở Minh Bụi channel sẽ thấy cô. Minh Bụi hả? Dạ. Ở trên mở vô Google hả? YouTube á, YouTube á. Minh Bụi. Dạ. Một lát nữa tôi rồi. Rồi. Rồi chiều nay mở vô coi rồi nhấn đăng ký ủng hộ em Út nha. Dạ dạ. Đây những con mực
rất là ngon luôn các bạn, tươi rói luôn. Thơm. Đây chị bán hải sản ở chợ Vũ. Chị thứ mấy? Thứ 10. Chị 10. Đó, các bạn ở Cần Vuột có đi chợ mua hải sản ra ủng hộ chị 10. Bà ngoại bán tóc lên kim ma bơ, ngoại bán cái thứ chút chút. Ở đây ngoại, ngoại đây như tuổi ngoại, rồi bà ngoại 82 tuổi rồi còn ra ngồi bán rồi bà. Ngoại bán về nuôi con cháu hả vậy? Ngoại ăn con cháu không cho ngoại hả? Bà ngoại 82 tuổi ở chợ Cần Vuột các bạn. Mai mốt là các bạn ở gần đây đi chợ là ra ủng hộ ngoại nè, mua giùm cho ngoại. Bạn ngoại có tiền ăn trầu. Dạ, ở đây có cái cô bán đồ tập quá luôn, đồ gì. Đây có cái mâm chả mà. Mắm chả vậy đó, rất là ngon. Bây giờ chúng ta đi xuống nhà cá tham quan. Đây có chị bán hải sản rồi là tôm sông. Rất là còn sống rất là tươi. Đây những con mực. Đây những con bạch tuộc. Rất là ngon đồng à, cá. Làm gì quay YouTube. Tôi cũng có chị bán cá, chả cá. Chả cá rất lái. Cái nục mỡ ngon lắm á chị. Ôi mang ăn béo lắm. Cái ruột mỡ thôi nè. Mới bán nhỏ nó 3 con nè. Thấy khoái nó mua thêm nữa. Cái này nhà 75 nè. Em quay cá chút nha. Dạ quay đưa lên ngày mai ngày mốt gì ta ra ta ủng hộ bán đắt hết. Dạ chợ cá Cần Vuột. Chiều nay vô Minh Bụi Channel coi. Lên TV. Đưa anh chị. Đưa anh chị lên TV. Quay lần ngày mai đưa. Đưa lên Facebook. Không YouTube. YouTube Minh Bụi. Minh. Minh Bụi hả? Minh Bụi. Đó, anh nói là chợ cá Cần Vuột. Dạ. Vô coi ủng hộ em Út. Đây có những tôm sống. Dạ YouTube. Mực rất là tươi luôn các bạn. Những hải sản rất là nhiều hải sản. Hải sản cá biển bạch tuộc. Hay cá biển. Đây là chợ chợ cá chợ Cần Vuột. Cái rơi làm sẵn. Cá lóc. Tép rất là ngon. Khu biển. Đó. Chợ cá chợ Cần Vuột các bạn. Và đây là sông Cần Vuột. Đó, chợ cá Cần Vuột nằm sát mấy sông Cần Vuột luôn á. Mực, tôm các bạn, cá, cá lóc. Đây cá thòi lội hay gì. Tôm càng xanh quá trời tôm càng xanh. Cái này cá phèn phải không chị?
những con cá phèn vàng mà rất là ngon. Đây là cá đi học. Chợ cá, chợ Cần Giuộc bán rất là nhiều hải sản luôn bạn, hải sản biển luôn, mực rất là nhiều, mực cá biển. Có lẽ chợ Cần Giuộc gần biển nên rất là nhiều hải sản. Ở đây có những con cá sông, cá rô phi, cá ngát, tôm mực rất là nhiều. Con quay cá chứ. Đây có cô bán cá đa, cá đồng, cá sông, cá đồng, cá lóc, tép. Đây những con cá bóng, hiếm hồi mới có cá đồng. Chợ này chắc gần, chắc gần biển cô ha, gần biển nên cá biển nhiều ha. Cá rô, cá rô to to bự bự đó. Cá lóc, những con cá thường, cá trà còn sống. Nguyên vật luôn. Rồi đây là toàn cảnh chợ cá Cần Giuộc. Tiếp tục mình đi vòng vòng chợ Cần Giuộc, rất là nhiều đường đi luôn. Nó bán chỗ nơi nào cũng có bán lê dê, lê dê. Cô bán dao hết, thứ loại hết, dao kéo. Ở bên trong nhà lồng này là bán quần áo. Bên ngoài bà con ngồi bán mấy bên đường bưởi da xanh chuối rất là ngon luôn. Quay cá chút nha chị, đây rất là nhiều cá luôn. Đó, chợ Cần Giuộc. Rất là nhiều cá tôm. Cua bạn, cua biển. Đây có chị bán hải sản rồi. Con này là con tôm hùm hả? Đây, tôm hùm đó bạn. Đó. Tôm hùm đấy, rất là nhiều cua luôn, cua biển. Mực, bắp tôm, mực. Đây chị bán hải sản chợ Cần Giuộc. Chiều vô bên bụi coi. YouTube Minh Bụi coi. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Rất là nhiều hải sản luôn bạn. Phát hiện chợ Cần Giuộc bán rất là nhiều hải sản, thiên đường hải sản.
cá sông cá biển. Thôi, YouTube chị. YouTube hả? Dạ. Không có chơi Facebook. YouTube Minh Bụi, chiều vô YouTube Minh Bụi coi có chị luôn. Thì cá đuối rồi, cá đuối còn. Mực. Tép, cá đuối. Con này là cá sông hả cá? Cá sông hả? Cá chốt rồi hả? Bác gì để chụp cho bác. Cá đi con. Cá bóng cá. Cá chốt. Cá chê. Cái này là càng cua biển. Đây cá rô. Tuyến đường hải sản rồi. Cua đồng rồi. Đủ thứ á. Đồ. Đồ sông, đồ biển đủ loại rồi. Đây chợ Cần Giuộc nha. Bán rất là nhiều tôm cá hải sản. Cá sông, cá đồng. Rất là nhiều hải sản các bạn. Cá biển, cá sông, cá đồng đủ loại lắm. Đây có con cá gì quá trời. Tép rất là nhiều luôn. Trời Cần Giuộc. Thiên đường của hải sản luôn. Rất là nhiều hải sản, tôm, tép, cá, bạch tuộc. Con cá gì rất là to luôn, bự bự. Con lươn. Chờ hải sản rồi. Chờ vô. Rất là nhiều. Những bán cặp thịt bò, lòng bò rồi. Quay chè chút nha cô. Dạ, đây có cô bán chè mà. Đủ thứ loại chè này, chè đậu. Chè đi chơi đó, sao tại sao nó lượng chị? Chè môn nè. Chè, chè đó chè gì vậy? Không mà vậy. Dạ. Cái thao đó. Chè chân. Rồi mua ủng hộ cô đi. Rồi cảm ơn cô với chị nha. Rất là nhiều cá biển mà. Cá biển cũng như hải sản. Đó, như các bạn này thấy các bạn chợ hải sản Cần Giuộc. Chiều đây là người ta sẽ biết cái sập khô này ra mua bán đó. Rất là nhiều khô. Đó, như các bạn cũng thấy là hoạt động mua bán thủy hải sản ở hai bên đường rất là nhiều. Đó là toàn bộ khung cảnh rồi. Con mua bán cá biển thủy hải sản rất là nhiều. Đây có cô bán rau xanh củ quả. Đó, đây là toàn
cái cách thức hoạt động mua bán của bà con chợ Cần Giuộc mọi người. Rất là nhiều đường đi luôn, dài, thật là dài. Đó, bà con bán hai bên đường, còn ở trong nhà lồng là bán quần áo, giày dép, đồ. Đây có chị bán một sạp đồ khô nè. Thật chị. Tôi có bán tôm khô rất là ngon luôn. Tôm khô à. Ở đây là cái nhà lồng sao à. Cái nhà lồng sao là bà con cũng mua bán rau củ quả. Bà con mua bán nhà lồng sao cũng rất là nhộn nhịp thôi. Con bán hai bên rau củ quả, những cái thức ăn gà vịt rất là nhiều, những cái rau củ quả. Đó, như bạn thấy rất là nhiều rau củ quả và con bán hai bên đường. Có chị bán chuối, cò chuối. Chào cô, con quay rau củ quả. Dạ. Rất là đẹp luôn á. Đây có cái máy nạo dừa, đang nạo dừa. Trong nhà lồng sau để sau bán rau củ quả bánh kẹo rồi. Đây là toàn bộ cảnh mua bán của bà con chợ Cần Giuộc ở trong nhà lồng sau các bạn. Toàn là bánh kẹo rồi không? Đây là chợ Cần Giuộc. Biết rồi, nhưng mà ở đây là cái đường đầu chợ. Hả? Cái đường Thống Chế Sĩ các bạn. À, cái đường Thống Chế Sĩ đây bán rất là nhiều trái cây luôn. Có cái chị bán sạp trái cây là trái cây rất là ngon. Cây trái cherry rất là ngon luôn. Cây quả na mãng cầu rất là đẹp. Đây cách bố trí trưng bày trái cây rất là đẹp. Rồi, cảm ơn chị, chúc chị bán đắt nha. Bưởi. Đây đầu cái đường này bán rất là nhiều trái cây luôn các bạn. Rất là đẹp. Những cái loại trái cây cao cấp như lê Đài Loan nè, bơm Mỹ nè, đó, nho Mỹ nè, nho Ninh Thuận nè, cam Mỹ nè. Chỉ có người bán là Việt Nam thôi đó. Rất là đẹp luôn chứ. Bưởi rất là nhiều bưởi. Chợ Cần Giuộc, có các bạn nào ở gần chợ Cần Giuộc mua trái cây ra đây ủng hộ các chị. Rồi, cảm ơn chị. Rất là nhiều bưởi da xanh luôn ạ. Bưởi da xanh. Đây trái cây. Có chị đẹp bán trái cây. Chợ Cần Giuộc à, YouTube. Nho rồi
bán toàn là những cái đồ cao cấp không à. Đây trái cherry rất là ngon, bóng lưỡng, bơm táo lê đủ loại, những trái mãng cầu quả na là đẹp. Rất là nhiều những cái sạp trái cây rất là sung túc, bán đủ thứ loại. Trái cherry trưng bày bố trí rất là đẹp luôn rồi. Bưởi da xanh mua bán cũng rất là sầm uất, rất là trung. Đây là sạp hoa, sạp bông rất là đẹp luôn. Đó, những cái bông hoa đủ màu sắc trông rất là bắt mắt. Đó, hoa ly này, bách hợp này, đủ thứ loại, bông cúc rất là nhiều, những cái loại hoa đẹp cũng như trái cây. Thì có những cái sạp bánh này, đủ thứ loại bánh cốm này, bánh trông rất là bắt mắt. Rất là nhiều loại bánh, tôi quay bánh chút đi. Xôi vị đốt già, rất là nhiều loại bánh luôn, rất là đẹp. Cái này bánh bao công nhân này chắc mua về phải hấp. Rất là nhiều loại bánh, nhiều bánh tráng nướng, đây là những cái bánh mì mà. Bánh bông lan trông rất là ngon. Cặp bánh yến ở chợ Cần Giuộc các bạn. Đây bánh bò nè, bánh bò. Cái này là cái ly bánh đúc rồi chè rồi hơi ngon. Những cái bún xôi tép, rất là nhiều, nhiều những thứ loại bánh mà. Ở đây bánh bò là nguyên cái này, bánh bò trông rất mấy cái này mấy người lên mạng cái phái lắm á. Bánh bò này, bánh bò xưa đó, bánh bò truyền thống nè. Bò truyền thống đó, đúng rồi đó. Cái này á là nước ngoài nó thấy là nó thèm lắm, thấy là hết hồn luôn á. Đây anh bán bánh vui vẻ, đại lý vé số yến là lại đây chợ Cần Giuộc đó. Ai có mua nhu cầu mua bánh thì cứ ra ủng hộ anh trai, rất là đẹp. Rồi bánh truyền thống thôi. Rồi cảm ơn anh nha. Thì ở đây là bán những cái đồ tạp hóa rồi các bạn. Đi 30.000. Rất là nhiều những cái sạp tạp hóa rất là to luôn. Đây là toàn là bán giày dép quần áo là xong rồi bạn. Vậy là mình đã đi khám phá xong. Nó xong là chợ Cần Giuộc các bạn.
ngon lắm. Nhiều bơm đi, ngon nhẵn dễ luôn chị ơi. Rất là nhiều trái cây luôn. Đây có cô bán bánh ít, bánh tét, bánh bò nướng, dạ do YouTube. Dạ bánh ngon lan nướng, thì bánh khoai mì nướng, dạ. Tiêu. Trái cây rất là nhiều luôn. Rất là nhiều trái cây. Chiều vô Minh Bụi nha. Vô Minh Bụi coi. Minh Bụi. Minh Bụi channel chiều vô coi. Rồi cho luôn. Rồi. Rồi như vậy là xong cái chợ Cần Giuộc rồi bạn. Mình đã đi khám phá xong chợ Cần Giuộc. Đây, mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Chúc các bạn có một ngày nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi các bạn cho mình xin một đăng ký, một like, chia sẻ nha. Cảm ơn.